Bật lửa Zippo 49082 Goodchak USA Bird. Zippo 49082 là dòng bật lửa đồng vàng nguyên khối xước vân ngang, các cạnh bên bóng bẩy ánh vàng sang trọng được rất nhiều tín đồ yêu thích. Đây là sự kết hợp thành công giữa hai thương hiệu lớn Zippo và hãng gỗ Goodchak USA ốp nổi gỗ cây phong 100% ở hai mặt trước sau. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé! Thiết kế sang trọng thân thiện môi trường. Zippo Goodchak USA Bird là mẫu bật lửa hợp tác với Goodchak USA tổ chức chương trình mua một trồng một. Hãng cam kết sẽ trồng một cây xanh cho mỗi bật lửa Zippo được bán ra thị trường. Chiến dịch ý nghĩa này giúp khôi phục và bảo vệ các khu rừng trên thế giới. Logo Goodchak và câu slogan được Zippo khắc tinh tế lên bề mặt vỏ gỗ. Nét khắc rõ, không phai màu theo thời gian. Một chiếc Zippo chính hãng có tuổi đời lên đến hàng chục năm nếu được sử dụng đúng cách. Dù được ốp gỗ, nhưng em này không hề đem lại cảm giác nặng tay. Chất gỗ siêu mỏng nhẹ, trọng lượng của Zippo tăng lên khoảng 75g, vẫn dễ dàng thao tác bằng một tay mà không có trở ngại nào. Hệ thống đánh lửa nhạy bén. 49082 là dòng bật lửa đồng thau mạ vàng bóng như mặt gương sáng ở bạt bên, thu hút ánh nhìn. Bên trong ruột được thiết kế mạ chôm ánh bạc Kyoto với trữ lượng xăng lên đến 15 ngày sử dụng hoặc có thể hơn, chịu nhiệt rất tốt. Ruột tương thích với vỏ kim loại, hạn chế tình trạng bay nhiên liệu tự nhiên. Buồng đốt đời số mới nâng cấp lên 16 lỗ thông gió với 8 lỗ mỗi bên. Các lỗ tròn có tác dụng cung cấp đủ oxy, giúp ngọn lửa luôn ổn định. Bốc bột cuốn đồng thiết kế độc quyền với ưu điểm dẫn xăng nhanh cho ngọn lửa âm ỉ bên trong. Zippo chỉ tắt khi người chơi đóng nắp, cực kỳ an toàn khi sử dụng. Phải kể đến bộ đôi ăn ý hiếm thấy ở dòng bật lửa xăng nào khác là bánh xe và đá lửa. Bánh được hãng khắc chéo với nét cắt sâu tăng độ ma sát. Đá lửa làm bằng chì, nhạy bén đánh lửa mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt đá để lại rất ít bụi than sau khi dùng. Đúng là Zippo chưa bao giờ làm phật ý người chơi. Zippo đẹp, lạ chuẩn Hoa Kỳ. Chiếc bật lửa bờ rát này có biểu tượng gỗ bạch dương trên cả hai mặt. Sự xuất hiện của các vệt gỗ màu vàng xen kẽ với các tông màu đậm hơn làm cho mỗi chiếc bật lửa trở nên độc đáo. Sự hòa trộn giữa cổ điển và hiện đại xứng đáng góp mặt trong bộ sưu tập của anh em. Bật lửa được ốp gỗ hoàn toàn có thể yêu cầu khắc laser bề mặt những họa tiết theo yêu cầu như tên, số điện thoại, logo, mang đậm dấu ấn cá nhân người chơi. Hãy liên hệ với nhân viên của Ambe nhé! Không chỉ là chiếc bật lửa thuần túy, Zippo còn là món quà cao cấp mang ý nghĩa phong thủy may mắn được nhiều người chơi lựa chọn. Mộc đáy thiết kế lõm phủ lớp mạ vàng đẳng cấp thượng lưu, một tổng thể hài hòa, sang trọng phù hợp với mọi đối tượng kể cả phái mạnh lẫn phái đẹp. Chỉ với một tiếng click, nửa vòng xoay bánh là anh em đã sở hữu những ngọn lửa mãnh liệt trước gió. Zippo có năm sản xuất ngẫu nhiên trong quá trình mua hàng. Người hâm mộ trên khắp thế giới có thể sử dụng mã đặc biệt trên mỗi vỏ hộp để tìm hiểu nơi cây của họ được trồng. Hộp giấy được lót lớp nhung êm ái, ôm trọn bật lửa, tránh va đập trong quá trình vận chuyển. Ambe cam kết bán Zippo chuẩn Mỹ 100%, nói không với hàng lỗi, hàng không chính thống. Nếu anh em yêu thích chiếc Zippo đầy ý nghĩa nhân văn này có thể đặt hàng qua website Ambe hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn nhé! Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé!